Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chỉ tiết. Ngày 5 tháng 3 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan đối với bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về nhiều tội danh. Trong số các bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng SCB thì Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB bị truy tố về các tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo hồ sơ, Võ Tấn Hoàng Văn được Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo trong vụ án tuyển vào làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 7 năm 2023 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Tháng 12 năm 2013, bà Trương Mỹ Lan đồng ý cho Võ Tấn Hoàng Văn làm Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở. Đến tháng 7 năm 2020 thì Võ Tấn Hoàng Văn nghỉ việc. Đáng chú ý, bị cáo này là người trực tiếp nhận chỉ đạo của Trương Mỹ Lan mang 5,2 triệu đô la Mỹ chuyển cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, trưởng đoàn thanh tra để đưa hối lộ chuyển 5,2 triệu đô la Mỹ thành nhiều đợt. Nhưng cơ quan tố tụng xác định không xem xét để xử lý về hành vi đưa hối lộ. Cụ thể, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Phó tấn Hoàng Văn là người trực tiếp đưa tiền cho nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Do đó, căn cứ điểm C khoảng 2 điều 29 và khoảng 7 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 không xem xét trách nhiệm hình sự Văn về tội đưa hối lộ. Về nguồn tiền đưa hối lộ cho nhàn, Văn khẳng định do Trường Mỹ Lan chỉ đạo trợ lý lấy từ nguồn riêng, chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy, sau đó rút ra đổi thành đô la Mỹ đưa cho Văn. Nguyễn Nam Tuấn, lái xe cho Võ Tấn Hoàng Văn là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ ngân hàng SCB và đi cùng Văn đến nhà riêng đưa cho Đỗ Thị Nhàn, nhưng không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận, làm việc giữa Văn và Nhàn nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Nam Tuấn. Quá trình điều tra, Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận đã bốn lần đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Trong đó, lần đầu Văn trực tiếp đưa cho Nhàn 200.000 đô la Mỹ tại phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Hà Nội. Những lần còn lại, Văn cùng tài xế đưa tiền cho nhàn ở nhà riêng. Theo dự kiến, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB với 86 bị cáo cùng nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, viện kiểm sát truy tố bà Lan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 mà không áp dụng theo Bộ luật hình sự năm 2015. Khi truy tố bà Lan theo Bộ luật hình sự năm 1999, viện kiểm sát tối cao lập luận rằng Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và ngay sau ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực. Tại quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41 năm 2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì xử lý theo điều khoản tương ứng Bộ luật Hình sự năm 1999. Những hành vi sai phạm nếu xảy ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 bị xử lý theo các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị can. Từ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã ra soát phân loại xử lý các bị can theo các tội danh cụ thể tương ứng với vị trí, vai trò, số lượng, tính chất, mức độ hành vi và lỗi của từng bị can. Theo các cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan có hành vi sai phạm diễn ra trong thời gian dài trước khi Bộ luật hình sự hiện hành có hiệu lực. Cơ quan tố tụng áp dụng nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội, nên áp dụng luật cũ đối với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thay vì áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể ở tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, viện kiểm sát truy tố bà Lan theo khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù thay vì áp dụng khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Cáo trạng vụ án cho biết, hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị đánh giá là có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, chỉ đạo điều hành và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB. SCB đã trải ngân cho 1.366 khách hàng là 710 cá nhân và 656 tổ chức. Trong đó, nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng. SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Trương Mỹ Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Như vậy, SCB ngoài việc mất số tiền gốc bị chiếm đoạt, ngân hàng này phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất. Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3 tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản khủng về tiền trong giai đoạn điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu đô la Mỹ. Đây là tiền thu giữ của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân cháu của Trương Mỹ Lan, tiền liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng một số dự án bất động sản, tiền lan giao cho người khác giữ và tiền gia đình các bị cáo nộp khắc phục hậu quả. Đến giai đoạn truy tố, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ của các bị cáo số tiền 55,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phong tỏa của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, 42 tài khoản mở tại các ngân hàng với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và 8,5 triệu đô la Mỹ. Về bất động sản có 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cơ quan điều tra cũng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác. Kê biên 8 bất động sản tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Đối với tài sản thể hiện 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại Gia An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị can Trương Mỹ Lan ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và một tài khoản mở ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh với tổng số tiền gần 790 tỷ đồng. Đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại SCB và các công ty liên quan đến bị can Mỹ Lan, cơ quan điều tra kê biên gần 858 triệu cổ phần SCB của Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này, kê biên gần 138 triệu cổ phần của 5 công ty gồm Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco miền Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco Phú Quốc, Công ty Cổ phần TNH Hạ Long và Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, ngăn chặn 14.001 cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Cơ quan điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền hai tàu, 19 ô tô của bị can Mỹ Lan, Huệ Vân, do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án. Liên quan đến các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra truy tố đã thu giữ tổng cộng 25 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella, đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc tổng số tiền gần 94 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 7 bất động sản liên quan.